trời. Ủa gắn nó kìa. Này dính gắn gì nó gắn lại quá. Ôi ơi chụp quá trời chụp rồi các bạn ơi. Ôi ơi nó tung trong lứ rồi kìa. Xem diễn biến là máy quơ cắt cái đất này có chuột chạy ra không nha.
rất là kỹ luôn các bạn ơi. Có chuột vô cái giớn này là không có chạy ra được ha. Vô cái đằng đó là chạy vô cái giớn luôn. Cái phần chuẩn bị cũng rất là lâu công phu. Chùm bít cái túi giớn cho các bạn ơi. Nè mấy anh quyết định bắt hết cái bầy chuột này luôn ha. Chào tất cả các bạn trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình chia sẻ mấy World 102 Pro các bạn ơi. Hiện tại đang cắt mấy lèn cuối để bắt chuột này các bạn. Cái khu đồng này thì còn cái miếng này mà mấy anh cắt còn ít rồi các bạn ơi. Đây có cái giớn tấn cù nữa nè. Tại thì rất là đông người đi theo các bạn. Đó là mình chỉ riêu. Sao thành nó quá trời ơi các bạn ơi, rất là đông mấy anh mấy chú đứng đó ha. Với mấy em nhỏ nữa kìa. Này cắt cái miếng này chạy mấy cái len cuối này nè. Chuột chứ cá dữ lắm các bạn ơi. Tại vì đất đây nó có lung lung nó cá nó trú ẩn ở trong mấy miếng ruộng này các bạn. Cái vùng này còn cá nhiều, còn cá chê vàng nữa. Cắt dồn lên lại các bạn cho nó xíu nó chuột nó sẽ gom vô cái phía dưới cái đằng dưới này. Cá gì lắm cá.
có đem miếng này để kiếm mồi nhậu nè các bạn. Trời ơi, rung rinh cái vớn hết trơn à. Dính con đó, dính nữa hả? Nó lũi không à, vòng vòng đó. Cụm nấm dính cụm nấm luôn rồi, trong... Vô con hay con rồi. Quyên bày luôn cái gì. Trời ơi, vô chui vô cái hàm quá nhiều rồi. Con da nghịch nó mập hơn ốc cao đó. Đóng luôn. Qua cái lồng đó có chim đó luôn. Bay kìa, bay kìa, bay kìa. Rồi. Rồi mấy anh đây bắt đã luôn các bạn. Cái này bắt chuột rất là nhiều rồi các bạn ơi. Giờ mấy cá cũng xong rồi, mấy anh đây di chuyển vô các bạn. Rồi mình lại coi cái bao chuột. Người nít nít ra chia ra hết rồi. Giờ cái tuyến đường mấy anh đi về luôn các bạn, mình cũng đi về luôn. Chết người khúc khúc cho mấy anh này chung đổi gì rồi xách về mặn mồi đó, đợi mấy anh mấy cách về rồi nhậu đội ra giữa đồng. Rồi mấy anh cắt xong rồi, giờ đang xuống phà nha các bạn, cái dốc rất là cao ha. Ủa.
hòa trong sẽ di chuyển đi nha các bạn. Bắt chuột này các bạn. Cái khu đồng này thì còn cái miếng này mà mấy anh cắt còn ít rồi các bạn ơi. Đây có cái giớn tấn cù nữa nè. Tại thì rất là đông người đi theo các bạn. Hiện tại thì anh tài xế cắt dồn lên lại các bạn. Cho nó xíu nó chuột nó sẽ gom vô cái phía dưới cái đằng dưới này. Rất là đông mấy anh mấy chú đứng đó ha, chứ mấy anh em nhỏ nữa kìa. Này cắt cái miếng này chạy mấy cái len cuối này nè, chuột chứ cá dữ lắm các bạn ơi. Tại vì đất đây nó có lung lung đó, cá nó trú ẩn ở trong mấy miếng ruộng này các bạn. Vùng này còn cá nhiều, còn cá chê vàng nữa.
bắt chuột nha các bạn. Ui, chúng đại cho nó cái ơi, chưa hết giờ, chưa hết quay giờ, đại cho cái này. Trời ơi, rung rinh cái vớn hết trơn rồi. Dính con đó, dính nữa hả? Nó lủi không à, vòng vòng đấy. Cùm nấm dính cùm nấm luôn rồi, trong... Vô con hay con rồi. Quen bày luôn cái gì. Trời ơi, vô chui vô cái hàm quá nhiều rồi. Con dân nghịch nó mập hơn ốc cao ấy. Ôi ôi, một đống luôn. Con nghịch nó mập hơn ốc cao ấy. Ôi ôi, một đống luôn. Qua cái lồng đó có phim đó luôn. Bay rồi kìa, bay rồi kìa, bay rồi kìa. Rồi. Bắt đã luôn các bạn.